Mặc dù họ rất là mạnh về giao tranh tổng, nhưng cuối cùng thì như anh Mạnh nói, khi mà Ryu với Rai không thể làm được gì nhiều, và thêm cả Forgiven cũng không được bắn trong giao tranh nữa. Lại một trận đấu nữa thì Crowd đã có được Victor cho bản thân mình, và thêm cả Zyra hỗ trợ dành cho Core JJ nữa. Có Miss Fortune đấy, nhưng Ash không còn. Vậy thì khả năng cao cũng sẽ không lựa chọn cái vị tướng Miss Fortune trong vai trò tướng hỗ trợ làm gì cao, bởi vì Sivir khi kết hợp với Miss Fortune là bộ đôi nó hơi bị chật khớp, nó không đem lại thực sự hiệu quả nào cả. Thay vào đấy, tôi đoán rằng lại một nữa sẽ là Kakma, và đã lựa chọn Kakma rồi. Ryu đang lấy Kakma dành cho Vander. Cặp đôi đường dưới của S2K, họ lại muốn ghi những lượt lựa chọn ở trong ván đấu đầu tiên. Với cái nhân tố chính là Sivir. Thực ra thì với việc mà Forgiven và Vander lựa chọn hai vị tướng có khả năng tự bảo kê cho nhau tốt như thế này, thì Jankos anh ta sẽ không phải để ý xuống khu vực đường dưới nhiều, mà thay vào đó thì anh ta sẽ dồn toàn bộ sự tập trung của mình ra khu vực đường giữa và đường trên. Đó là điều mà anh ta đã thể hiện trong cả hai trận đấu đầu tiên của cặp đối đầu này. Và trận đấu này với Elise, chúng ta càng thấy cái sự quyết tâm của Jankos là nhiều hơn. Trong khi đấy, nhìn sang phía bên kia, Ruler đang muốn lấy Ezreal, và Poppy dường như sẽ là sự lựa chọn ở khu vực đường trên dành cho QV để đối đầu với ai đây. Chúng ta vẫn chưa biết con bài sẽ đối đầu, nhưng nếu bạn sử dụng Poppy để thoát ra khỏi những lần ganh của Alice, tôi nghĩ là thực sự nó chưa phải là quá triệt để. Chính xác như vậy, nhưng dù sao nếu xét về khả năng đầy lẻ so với cả Zay và so với cả Echo, thêm cả khả năng một đấu một, thì Poppy hoàn toàn có thể đáp ứng được điều đó. Và đây là có thể là cái cách mà lại một lần nữa chiến thuật mà chọn một vị tướng đầy lẻ ở khu vực đường trên đang được Samsung Galaxy áp dụng. Còn với việc mà cả Caitlyn, cả Jhin và cả Ashe đều đã bị cấm đi, thì cái việc mà Ruler anh ta lựa chọn mình Ezreal tôi không lấy làm ngạc nhiên cho lắm. Vấn đề là xạ thủ sẽ được lựa chọn bởi bởi Samsung Galaxy là gì đi chăng nữa, thì họ cũng đã có sẵn con bài bên phía đối phương là Sivir rồi. Sivir buộc lòng và đưa ra trước bởi các thành viên đội tuyển S2K. Số lượng tướng sử dụng không phải là hạn chế, nhưng để hợp với chiến thuật thì có vẻ như là chỉ còn mỗi Sivir mà thôi, và cũng đã tước đi gần như là hết những vị tướng xạ thủ mạnh nhất tại chung cái thế giới này rồi. Ezreal thực ra cũng là một sự lựa chọn đang được đánh giá khá cao dần vòng bảng, và thấy rằng cái lượt lựa chọn Ezreal là tương đối nhiều. Là nhiều, vì dù sao thì cái khả năng mà phòng thủ cũng như là tấn công thì Ezreal đều làm tốt cả. Để gọi là cấu rỉa máu đối phương từ xa, Ezreal có, và còn để mà tấn công thì tất nhiên với những người điều khiển Ezreal tốt, Ruler hoàn toàn có thể tạo ra được những cái đột biến trong giao tranh, và đặc biệt là anh ta còn có khả năng bảo kê đến từ vị trí của Poppy và đến từ cả vị trí của Victor nữa. Còn bây giờ đường trên, rõ ràng là khi mà bạn lựa chọn Poppy, một cái vị tướng thiên về chống chịu nhiều, thì lựa chọn counter được đưa ra là điều dễ hiểu, và Odeome quyết định lựa chọn Chandle. Ngoài ra thì Chandle cũng sẽ khiến cho cái khả năng phối hợp gank của hai thành viên của S2K nó trở nên tốt hơn. Lại một trận đấu nữa mà QV sẽ phải sống nâm nấp trong lo và sợ hãi, nhưng anh ta lựa chọn Poppy. Đó là một chất tướng mà thực ra nếu như bạn để lính vào trong trụ, bạn có thể farm một cách tương đối ổn, và kể cả bạn có bị gank một hai lần đi chăng nữa, tôi cũng tin rằng cái khả năng farm của Poppy cũng sẽ không bị ảnh hưởng nhiều. Thêm nữa là trong giai đoạn đi đường lúc ban đầu, khi mà chưa có cấp 6, thì có thể là QV anh ta khổ sở một chút xíu so với việc phải đối đầu với Chandle. Nhưng khi mà anh ta đã có được sứ giả phán quyết rồi, thì cái việc mà lên gank của Jankos sẽ phần nào đó bị ảnh hưởng. Khi mà chỉ cần một cái lần đập chính xác thôi, thì QV hoàn toàn có thể tiễn được một đến thậm chí là cả hai người bên phía đối phương về đến trụ nhà mình, và như vậy là thôi xong, đường trên coi như không có chuyện gì xảy ra cả. Anh ta sẽ không gặp nguy hiểm gì cả. Anh ta hoàn toàn không gặp nguy hiểm nếu như mà có lẽ mục tiêu anh ta cần ngắm vào chỉ là một mình chặn đồ là bị rất dễ dàng đối với chúng. Nếu anh ta muốn nhắm vào Jankos, anh ta hoàn toàn có thể bị outplay bởi những pha đu lưới lên và thoát ra khỏi được tầm tấn công bởi những pha sứ giả phán quyết đấy. Nhưng nếu như nhắm vào Chandle thì câu chuyện đã dễ dàng hơn hẳn. Chandle là một vị tướng tay gần, luôn luôn phải áp sát và tấn công vào Poppy, điều đấy là dễ dàng, rất dễ dàng để chúng. Nhưng mà với lựa chọn Chandle của Odame thì tôi cho rằng QV chắc là lại sẽ trung thành với cái lối chơi như trong hai ván đấu đầu tiên anh ta đã thể hiện, đó là việc đi đầy lẻ thôi. Còn cái việc mà bạn cố gắng lao vào để có thể đối đầu với một vị tướng có cái chiêu cuối gần như có thể là làm giảm đi cái khả năng chống chịu của Poppy, thì tôi cho rằng đó không phải là một quyết định khôn ngoan. Và tạm coi như S2K đã thành công trong việc đưa ra sự lựa chọn cuối cùng là Chandle. Bởi bây giờ họ sẽ không cần phải e ngại những pha thi đấu mà một mình Poppy đẩy một đường mà không có bất cứ một sự lựa chọn nào có thể cản được lại nữa. Bởi vì trong gần như mọi tình huống, kể cả hơi thọt đi chăng nữa, tôi vẫn tin vào khả năng có thể giữ chân ở đối phương. Và Ryu gặp nguy hiểm,
Rio buộc lòng phải mất đi cái tốc hành của mình khi thấy đối phương xuất hiện với hai người chơi. Và tất nhiên là ngay khi để cho đối phương mất đi tốc hành thì Ambition cũng không ngần ngại tặng kèm hai phát ném dìu rất chính xác ở trong bụi, và tất nhiên Vander phát dễ dàng mà thôi. Vander bị cấu đi một lượng máu là khá khá. Trước đấy anh ta cũng đã kịp thời trả ngược lại sát thương và coi Jay để kiếm thêm cho mình một cái lượng kinh tế tới từ cái lưỡi gươm đoạt thật mà anh ta có được trên người. Giờ thì cả Alice và cả Trundle đang tiến vào, họ biết có Ambition ở đây, biết có cả Crow ở đây. Nhìn vào những điểm bổ trợ then chốt được lựa chọn bởi những người chơi cả hai đội tuyển, có lẽ cũng sẽ không có gì đấy bất ngờ, trừ việc là các ma không lấy chỉ thần sấm mà thay vào đấy là phong nguồn chúc phúc. Có thể là anh ta muốn kết hợp tối đa với cái món trang bị đó là lương sôi sục. Như vậy thì khả năng tăng tốc đánh cho Forgiven cũng như là khả năng tạo giáp hồi phục cho những người đồng đội của mình sẽ tốt hơn. Đặc biệt là trong những tình huống mà nếu như S2K họ cần một sự chủ động nào đó để lao vào giao tranh hoặc là mở giao tranh thì các ma đóng vai trò rất hiệu quả với linh giáp. Rất nhanh chóng rồi thì các thành viên ở đội S2K đã phá hết được những mầm cây tạo ra bởi nội tại của CoJ và lấy lại được cái thế đẩy đường của mình. Nhưng lấy lại cái thế đi đường mà thôi chứ không phải là thế đẩy đường, bởi vì đối phương đã rất chủ động trong việc là đưa những cái cây của Zyra ra để cản bước tiến của các thành viên đội tuyển S2K rồi. Còn khu đường trên này, rõ ràng chất tướng Trundle cho phép Odoamne được trao đổi thức lợi hơn so với Poppy trong cái đoạn đầu tiên của trận đấu. Nhưng lính còn là khá nhiều. Chênh lệch về lính là chưa có nhiều và Odoamne hoàn toàn có thể chơi, thậm chí là chơi trên cơ chút xíu so với cả Kuvi. Nhưng dù sao thì cái khả năng ganh đến từ sự kết hợp giữa Alice và Trundle tôi nghĩ rằng sẽ dễ dàng hơn so với việc là khi mà Ambition anh ta chưa có được cho mình cấp độ 6. Còn ở khu vực đường giữa, trao đổi chiêu thức thì Crow và Ryu họ ngang nhau. Thực ra từ mấy trận đấu gần đây thì Ryu luôn luôn là người trao đổi thức lỗ hơn với những kèo thi đấu. Kể cả là anh ta là người cầm được vị tướng mà chúng ta cảm giác rằng có lợi thế hơn. Vậy thì để xem trong trận đấu này với Rai và với cả Victor, hai vị tướng thủ cả hai người chơi, thì ai sẽ là người kinh khủng hơn đây? Và Crow đã buộc lòng phải mất đi tốc biến để giữ an toàn tính mạng. Ryu đã thành công hơn trong pha thi đấu vừa rồi. Alice đu kén nhện vào, muốn tấn công vào Ambition, không tung ra mà pha làm choáng. Chính xác là như vậy, dù sao thì cũng chỉ là ngăn cản đối phương trong cái việc là anh ta đang cố gắng ăn đi con bồ đỏ của mình mà thôi. Còn ở khu vực đường giữa, tôi cá rằng là Ryu sẽ cảm thấy tiếc vì vừa rồi anh ta đã dùng vào tốc hành. Anh ta đã dùng tốc hành, bây giờ không biết là đã hồi lại chưa? Bây giờ đã hồi lại tốc hành rồi, nhưng cơ hội nó đã trôi qua. Và đã cắn đủ cả hai bình máu để đảm bảo an toàn tính mạng và vẫn tiếp tục bám trụ được khu vực đường farm. Trong khi đấy, năng lượng là điều rất khó để có thể hồi lại khi Ryu mua cho mình một bình thuốc đãi sử dụng, chứ không phải là những cái bánh bích quy. Và Ryu bây giờ là người bị hỏi thăm, anh ta mất một lần nữa tốc hành, mất thêm cả tốc biến nữa. Có rất nhiều áp lực được Ambition tạo ra ở khu vực đường giữa này. Điều đấy thực sự khiến cho đoạn đi đường của Crown trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Khả năng đọc được thông tin về tầm nhìn của đối phương của Ambition là khá tốt. Anh ta nhận thấy rằng chưa hề có một con mắt nào được cắm ở phía bụi cỏ bên trái khu vực đường giữa và tiến ra canh Ryu và khiến cho Ryu mất đi hai thuốc bổ trợ. Và bây giờ là lao thẳng vào và làm choáng vị trí của Odoamne. Odoamne đã tốc biến đi nhưng không thể nào ngăn được chiến công đầu dành cho các thành viên của Samsung Galaxy. Hơi tệ. Lúc đầu thì Odoamne đã đủ tỉnh táo để thoát ra khỏi được phạm vi làm choáng đến từ cú xung phong của QV. Nhưng tiếp đó anh ta lại tự dựa lưng vào tường. Và cái thế dựa lưng vào tường nó thực sự thích hợp dành cho Poppy để sử dụng những pha xung phong làm choáng găm đối phương và tạo ra khoảng thời gian quá dễ dàng cho Olaf để có thể hạ gục thành công được Trundle. Trận đấu này, cái tầm hiệu quả, cái tầm ảnh hưởng của Ambition trong dạng đầu tiên đang là tốt hơn so với Giant Coast. Chính xác là như vậy. Chúng ta hãy cùng xem lại pha này. Đây là cái pha mà rõ ràng đúng là Odoamne anh ta đã có cái khoảng trống cũng như thời gian để thoát ra khỏi vùng nguy hiểm, nhưng cuối cùng thì chính anh ta tự đưa bản thân mình vào thế bị hủy diệt mà thôi. Còn cái sự ảnh hưởng của Ambition chúng ta đã rõ rồi, khiến cho Ryu bây giờ không còn cho mình hai phép bổ trợ nữa. Nhiều khả năng Rai trong khoảng thời gian tới sẽ chỉ là cố gắng farm hòa mà thôi. Và tôi không hiểu lắm về cái việc là S2K liên tục để cho Crow có được Victor. Đúng. Rõ ràng biết đây là vị tướng thủ của đối phương rồi nhưng vẫn phải để hở ra. Thực ra thì nếu nói là không hiểu lắm thì cũng không phải. Mà chúng ta sẽ hiểu theo hướng là có quá nhiều những sự lựa chọn cần phải cấm đi tới từ S2K dành cho Samsung Galaxy. Và điều đấy buộc lòng họ phải hở cho Victor mà thôi. Còn khu đường trên này, Odoamne không hề có lợi so với QB trong những pha trả lời thức nữa rồi. QB anh ta có giáp, anh ta có máu. Trong khi đó thì Odoamne lần đầu tiên biến trở về nhà thì anh ta lại lựa chọn cho mình là cái lưỡi hái. Như vậy thì phần nhiều anh ta muốn chơi thủ nhiều hơn. Chứ
Nếu mà muốn chơi trên cơ với cả đối phương như này, tôi e rằng là những pha xung phong như vừa rồi sẽ khiến cho Oramne lần nữa phải lên mặt điểm số mà thôi. Forgiven không còn nhiều năng lượng nữa, Jankos và cả Vander đang nấp ở trong bụi cỏ trạng 3 này. CoJJ không có cho mình đó là thông tin về tầm nhìn, lập tức bị dính kén nhện. Và CoJJ chắc chắn sẽ phải nằm xuống trong tình huống này, bất chấp cả tốc biến, bởi vì đơn giản Jankos chỉ đơn giản là đu kén nhện lên và hạ gục được hỗ trợ của đối phương mà thôi. Đây sẽ là một pha nguy hiểm, rất nguy hiểm. Jankos vẫn đang bình tĩnh tung ra pha làm choáng có hồi máu. Tốc biến thoát ra khỏi phạm vi tấn công của trụ khi Jankos chưa hồi lại được cái tình huống đu lưới của mình. Và rất thông minh khi Eril đã kịp thời tốc biến một đòn bắn và kèm theo một pha bắn thần bí nữa để kích liễu thành công đối phương. Thực ra tính ra thì vẫn là một pha 2 đổi 1, nhưng cái pha xử lý đến từ Eril là khá xuất sắc. Và thêm nữa, pha xử lý đó của Ruler giúp cho Ambition có được thông tin của Jankos. Và bây giờ trong cái thời điểm mà Alice đang phải lên bản đếm số, chúng ta hãy cùng xem lại cái pha mà CoJJ anh ta đã hơi chủ quan khi không có tầm nhìn trong bụi cỏ trạng 3 này. Và tất nhiên là không thể nào né được cái kén nhện của Jankos rồi. Nhưng quyết định sau đó khi mà Jankos xuống khu vực đường dưới này, quyết định bằng trụ, thì Ruler đã làm một cách rất xuất sắc để có thể mà giữ lại được những cái lợi thế dành cho khu vực đường dưới. Anh ta tốc biến lên, pha bắn thần bí cuối cùng là chính xác để kết liễu thành công của Alice. Có lẽ là Alice của Jankos cũng đang nghĩ rằng đối phương đã lên bản đồ số luôn rồi, nên anh ta cũng không chủ động đánh võng lượn lách để né ra được khỏi cái phát bắn thần bí tiếp theo nó đang tới. Có khúc đường trên thì với chất tướng là Jundle, nhưng lại lựa chọn kiểu lên trang bị lưỡi hái. Bây giờ Oduamne thậm chí còn đang thua farm so với Poppy ở QB nữa. Đường lính đang đẩy lên khá lớn, anh ta có thể làm tốt được điều này. Chất tướng Jundle cho phép anh ta làm như vậy, nhưng kể cả anh ta ăn hết, anh ta cũng không thể nào cân bằng được đường lính kinh nghiệm so với những gì mà QB đang có. Và thêm cả đó là khả năng trao đổi tay đôi nữa. Mọi chuyện đang diễn ra khá thuận lợi dành cho người đi đường trên của Samsung Galaxy. Trong khi đó thì ở khu vực dưới, việc phải lên bản đếm số một lần cũng không khiến cho Ruler bị thua thiệt về chỉ số lính so với cả Forgiven. Và vừa rồi là một cung ánh sáng rất chính xác, kéo thêm máu của Sivir. Nhưng với khả năng bọc lót của Karma thì tôi cá rằng là Forgiven vẫn có thể ở lại và farm thêm một vài đợt lính nữa trước khi trở về nhà. Rất nguy hiểm với những cái đòn bắn tầm xa cấu diểm máu tới từ cả Ezreal và cả Jaira của CoJ nữa. Họ cần phải cẩn thận hơn nhiều trong việc né đi những kỹ năng định hướng. Forgiven tiêu tốn rất nhiều thời gian để né kỹ năng định hướng. Điều đấy khiến chúng ta gặp khó khăn bỏ một vài những chỉ số lính ở ngay trên thềm trụ của mình. Và Jankos lại một lần nữa muốn hỏi thăm Songwoo đứng dưới, những lần này góc cắm mắt đã là triệt để hơn tới từ hai thành viên của Samsung Galaxy. Và Jankos chỉ có cách là tiến ra và áp đi cho mình một cua trước khi có những bước di chuyển tiếp theo mà thôi. Anh ta muốn ganh ra khu vực đường giữa, e là không được. Còn bây giờ muốn xuống khu vực đường dưới, hãy cẩn thận với Ambition. Con bùa đỏ đã được Ambition dọn dẹp sạch sẽ rồi. Kuvi đã đi qua một con mắt tầm nhìn đến từ các thành viên của S2K. Anh ta đang muốn tiến ra khu vực đường giữa này, nhưng Ryu đang ở một cái góc, tôi nghĩ rằng là khá thuận lợi để có thể mà chạy trốn được. Và anh ta đứng khá gần với Jankos, sẵn sàng để phản ganh. Nếu như nói về phản ganh thì chắc là không được. Hai thành viên này đánh, tôi tin là không đánh lại được so với Poppy và cả Victor của đối phương. Jankos tiến xuống khu đường dưới nhưng đã có mắt tím và anh ta không thể nào mạo hiểm được. Bởi vì nếu như anh ta gặp Olaf, coi như đời anh ta tàn. Alice không có cách nào để thoát ra khỏi được những tình huống truy đuổi của Olaf với cái tốc hành kia cả. Tốc biến cũng chưa hồi lại, đu lưới thì không có mục tiêu để anh ta đáp. Còn khu vực giữa này là pha tay đôi và có thêm cả Alice và có thêm cả Ambition. Và lại một lần nữa hai phép bổ trợ của Ryu đã bỏ đi nhưng anh ta vẫn sẽ phải nằm xuống. Điểm vào gục dành cho Crown và quá xuất sắc đi. Khi Ambition đang gây ra trong mọi trận đấu, trong cặp thi đấu này, Ambition tạo ra một áp lực nó trên cả tuyệt vời dành cho Crown để anh ta có thể thở được. Kinh nghiệm và khả năng xử lý của Ambition đó là những gì mà anh ta đã thể hiện ở trong 9 phút vừa rồi. Còn ở khu vực đường trên, QB với việc mà anh chênh lệch cấp độ so với cả Odome thì anh ta dễ dàng trên kèo và trong những kèo đường trên này. Hãy cùng xem lại cái pha quay chậm này khi mà Ryu anh ta ở vào một góc mà Ambition dễ dàng bật cho mình tận thế Thunderdog lên. Và hai pha ném dìu chính xác của đối phương và chỉ cần một tình huống chuyển hóa năng lượng thôi, Ground đã có mạng rồi. Thực ra thì ném dìu chính xác chỉ có một thôi. Pha đầu tiên đã tốc biến và bật tốc hành để thoát đi được, nhưng cái bùa đỏ trên người do cái đòn đánh làm tay từ Ambition đã làm chậm và tạo tiền đề cho pha truy đuổi tiếp theo tới từ Samsung Galaxy nó trở nên đơn giản hơn. Khu đường trên này Oduamne hoàn toàn thua thiệt rồi. Bây giờ tôi tin rằng có thể thực hiện những pha băng trụ được nếu như cần. Nhưng Oduamne rất đánh đá, đã sử dụng chiêu cuối chinh phục vào người của Poppy để hồi lại được lượng máu khá lớn cho bản thân mình. Anh ta cũng đã kịp thời phát hiện ra Olaf tiến lên và lùi về thành công với pha dựng cột băng. Jankos một lần nữa muốn xuống khu vực đường dưới này và có thêm cả chiêu cuối của Ryu. Đây sẽ là 4 người. Jankos lao vào, anh ta đánh đu lên
nhưng anh ta đang bị mất quá nhiều máu và dính cả thiếu đốt nữa. Coi JJ xuất sắc hạ gục người đi rừng của đối phương. Và phía bên này Crow đã tới. Ryu thấp máu. Ruler, anh ta hạ gục được Ryu một cách rất dễ dàng. Một pha bằng trụ không hề có lợi dành cho S2K, mà là rất có hại nữa. Tôi không hiểu rằng cái quyết định được đưa ra hay là sự tương tác giữa các thành viên đội tuyển S2K đang là như thế nào, nhưng nó thực sự là vô cùng tệ. Và Oduamne cũng đã buộc là phải mất đi tốc biến, bởi vì nếu như anh ta để đối phương đủ tầm thực hiện một pha né vẽ trên trong thôi, có thể đó sẽ điểm hạ gục. Xem lại pha thi đấu này, Jankos đã bị dính chói tới từ Coi J và ăn sát thương đến từ cú chiều cuối và cùng với ký thiêu đốt tới từ Coi J nữa, dễ dàng để cho Ruler thực hiện phản bắn cuối cùng. Trong khi đấy, pha chiêu cuối cũng rất chật khớp, cũng như pha dịch chuyển cũng là cực kỳ tệ tới từ Oduamne từ khu đường trên xuống. Mọi thứ đều đang phản bội các thành viên đội tuyển S2K. Cảm giác như là S2K họ đang gặp vấn đề về tâm lý ở trong ván đấu thứ ba này, khi mà họ buộc phải thắng nếu như muốn kéo dài trận đấu này đến những trận đấu tiếp theo. Nhưng Samsung Galaxy họ đang không mắc một sai lầm nào cả. Và cái khả năng kiểm soát tầm nhìn của Samsung Galaxy là rất tốt ở trong khoảng thời gian đầu trận này. Nó tạo tiền đề cho Ambition, anh ta đọc được di chuyển của Jankos. Chúng ta thấy rằng là trong phần lớn thời gian thì Jankos anh ta cứ lần mò ở trong khu vực rừng bồ đỏ của đối phương nhưng không thể làm được gì cả. Cướp cũng không được, mà muốn xuống để ganh khu vực đường dưới cũng không xong vì lượng mắt đã có đủ. Và trong khoảng thời gian đó là khoảng thời gian để cho Ambition anh ta thoải mái gây áp lực lên những khu vực đường khác. Và anh ta đã gây áp lực một cách vô cùng tốt. Giờ thì KDA của anh ta cũng không phải là quá tuyệt vời, nhưng những pha hỏi thăm của anh ta vào Ryu nó đem lại sự tích cực rất lớn cho pháp sư đứng giữa của Samsung Galaxy là Crow. Để rồi lại một lần nữa, anh ta đang hơn 20 chỉ số lính so với những gì mà Rai của Ryu có được. Trụ một khu đứng giữa đã được bào xong. Nó là trụ thứ hai trong trận đấu này và nó dành cho Sivir. Một trụ phần nào đó rút ngắn một chút xíu lợi thế về tiền so với cái S2K thôi. Còn những lợi thế về tài nguyên trong khu vực rừng cũng như là sự áp đặt thế trận thì rõ ràng là Samsung Galaxy họ đang hơn hẳn. Bồ đỏ lại một lần nữa dành cho Ambition và anh ta sẵn sàng tiến ra để đánh tay đôi với cả Jankos hoặc thậm chí là lên khu vực đỉnh trên để luôn. Bổ củi sẵn sàng, không hề có gì phải sợ cả. Nhưng khi có cả Banner ở đây thì Ambition chỉ đơn giản là lùi lại một chút xíu mà thôi. Mất tốc hành rồi. Thực ra anh ta hơi cẩn thận. Phép tốc hành này là hơi bị thừa thãi để thoát ra khỏi pha tấn công của hai thành viên của S2K khi mà Ambition vẫn còn cái tận thế Ragnarok. Hoặc nếu như mà tôi đã nhìn nhận một cách không thực sự là chính xác thì anh ta đã bật tốc hành để truy đuổi và muốn hạ gục vào Jankos phần nhiều hơn. Chủ thứ nhất khu đường giữa bị tấn công bởi ba thành viên của Samsung Galaxy rất dễ dàng đang bị bào đi. Và khi mà QV còn đang sử dụng cái sứ giả phán quyết, không có bất cứ một thành viên nào S2K dám tiến ra cả. Và đó là trụ một của khu đường giữa cực kỳ đơn giản dành cho Samsung Galaxy. Chính xác. Và xét về cái lợi thế ở thời điểm bây giờ, Samsung Galaxy họ hẳn họ lấy được trụ một khu vực đường giữa của đối phương xong. Và cùng lúc đó Ambition tiến xuống khu vực đường dưới, nơi Ruler đang cố hết sức để lấy đi cái trụ bảo vệ ở khu vực đường dưới này, và sẽ thành công. Ba trụ dành cho Samsung Galaxy. Chỉ trong một thoáng chất thôi, lượng tiền bỗng vươn lên một con số nó rất khó để với cho S2K. Nó là gần 5.000 tiền cho đại diện đến từ Hàn Quốc để dẫn hơn trước. Và trong lần về này, tôi tin chắc rằng Ambition có thể hoàn thành thêm được một món trang bị ưa thích dành cho bản thân mình. Nếu như nói là lớn hẳn như là cái giáp liệt sĩ thì có thể là chưa đủ, nhưng nó là rất nhiều rồi, hai mảnh là thừa rồi. Chandler có mặt ở đây và Zyra cũng đang có mặt ở đây. Crow phải lùi về, cột băng đã không còn. Oduamne bị dính rất nhiều sát thương và gọi thêm vào các ma của Vander nữa. Ryu cũng không còn bao nhiêu máu cả. Có quá nhiều áp lực đang được tạo ra dành cho thành viên đội tuyển S2K. Và cái hướng lên đồ, một lần nữa tôi phải đề cập lại về hướng lên đồ mà tôi không hề đánh giá cao chút xíu nào, tới từ Chandler của Oduamne. Anh ta nghĩ rằng đây sẽ là một cặp đấu mà anh ta sẽ bị hỏi thăm nhiều bởi Ambition và không có thời gian để giao tranh, thì chỉ pha mà thôi. Điều đấy khiến anh ta hướng tới một lưỡi hái và bây giờ là gần như bất lực trước cái khả năng đẩy đường, khả năng trao đổi thức của pha đến từ QV. Khả năng gia tăng một chút xíu máu đến từ cái nắm đấm do Rim đó cũng không giúp cho Oduamne anh ta cứng cáp hơn và trở nên lợi hại hơn trong những cái pha mà áp sát đối phương. Còn chúng ta thấy rằng là gần như cái chiến thuật của Samsung Galaxy họ khiến cho các thành viên của đội tuyển S2K thậm chí vừa rồi họ muốn gây áp lực ngược trở lại cũng không được. Trong khi đó thì năm thành viên của Samsung Galaxy họ cứ dàn đều trong việc gây áp lực cả ba được. Và điều này thì theo thời gian lượng tiền sẽ ngày càng một chênh lệch hơn mà thôi. Rai bây giờ mới có được trường trường sinh. Nhìn lại phía bên kia đã là lõi công nghệ cấp 2 và thêm một gậy quá khổ. Tức là bất cứ lúc nào muốn Crow cũng có thể hoàn thành xong được cho mình cái lõi công nghệ cấp 3 mà thôi. Vì anh ta vẫn đang thoải mái pha một mình ở khu vực đường dưới mà không gặp bất cứ sự trì cản nào. Tới từ các thành viên đội tuyển Samsung Galaxy.
đến từ các thành viên đội tuyển S2K cả. Samsung Galaxy tập trung lại ở khu vực đường giữa. Họ muốn lấy luôn trụ hai khu vực đường giữa và kiểm soát tầm nhìn ở trong khu vực rừng bồ đỏ này của Chancos. Đa phần chỉ là kiểm soát tầm nhìn mà thôi. Đa phần chỉ là việc đổi cả xạ thủ và tướng hỗ trợ ra khu vực đường giữa tại cái thời điểm như này chỉ là để kiểm soát tầm nhìn. Chiếm những mục tiêu lớn kiểu như là rồng hay là sứ giả khen đất, đó là điều mà Samsung Galaxy đang muốn làm. Bởi vì đây là thời điểm nếu như bạn cứ để cho mình crowd khu vực đường giữa có thể nguy hiểm, sẽ luôn luôn rình rập anh ta, cho anh ta đi đường dài. Nếu như đối phương có dành sự quan tâm xuống ở khu vực đường dưới dành cho crowd thì đó cũng sẽ là khoảng trống rất nhiều để cho các thành viên còn lại của Samsung Galaxy tập trung lại với nhau và ăn đi trụ thứ hai khu đường giữa, hay sắp tới nó sẽ là con Baron trong trận đấu này. Chính xác là như vậy, và thêm cả những con mắt họ cắm khá sâu vào trong khu vực rừng đối phương nữa, sẵn sàng cho những tình huống dịch chuyển bất ngờ đến từ vị trí của khu vi. Và một pha giao tranh hoàn hảo sẽ là một cái tiền đề không thể tốt hơn giúp cho Samsung Galaxy có được những mục tiêu lớn như kiểu trụ bảo vệ tầm nhìn của đối phương hoặc là bùa lợi Baron như mình đã nói. Đây mới là thời điểm phút thứ 17 mà thôi, và sẽ là những tình huống kiểm soát tầm nhìn và đấu tay đôi như thế này. QB hoàn toàn chiếm ưu thế có chinh phục rồi, và QB đang là người thọt máu hơn rất nhiều. Anh ta cần phải vận cái sứ giả phán quyết của mình lên, nhưng không, anh ta vẫn tay đôi đến cùng. Anh ta đập văng được trận đồ về và ride lên tuyến hai tới thì có lẽ sẽ phải bỏ mạng lại đây mà thôi. Đó điểm dành cho Rio trong phần rừng kia, thì các thành viên đội tuyển S2K vẫn đang làm tốt với việc là cầm chừng và câu giờ để cho Ambition không kịp thời tiến lên và hỗ trợ được khu vực trên. Việc Ambition bị tấn công, anh ta đã bị tấn công rất đau, anh ta không còn tận thời Rana Rock. Tôi tin rằng đây là tình huống nguy hiểm đến tính mạng, nhưng có thêm cả Coi UJ nữa. Chỉ với một tình huống sử dụng JK trói thành công đối phương thôi, anh đã đảm bảo an toàn tính mạng cho QB để lùi về. Khả năng bọc lót của Coi JJ ở trong ván 3 này vẫn tốt như trong hai ván đầu tiên. Anh ta luôn thường xuyên có mặt tại những điểm nóng và những tình huống cần thiết để giúp cho những người đồng đội của mình không phải nằm xuống. Còn trong cái thời điểm mà các thành viên của S2K họ đang cố gắng hạ gục được Poppy của QB, thì ở khu vực đường dưới, Crowd đã dẫn một đợt lính khá lớn để gây áp lực lên trụ hai khu vực đường dưới này. Như vậy thì xét ra cái pha hạ gục được người đi đường trên của Samsung Galaxy vừa rồi cũng không có quá nhiều ý nghĩa trong cái việc là kéo giãn cái lượng tiền chênh lệch dành cho S2K. Nãy giờ Crowd đang farm được rất nhiều nha. Để xem lần này về, nếu như để nói là anh ta hoàn thành luôn được cho mình triệu Very Light thì hơi quá đáng, nó hơi giàu. Nhưng tôi nghĩ rằng lượng tiền nó cũng gần đủ rồi đấy, bởi vì anh ta farm trong một khoảng gian rất dài rồi. Tầm khoảng hơn 80 triệu lính trong cái đợt đi lần vừa rồi của anh ta. Một pha combo của anh ta tôi suýt chút nữa đã thước đi tính mạng của người đi rừng của S2K. Nhưng phía bên này thì Rio lại một lần nữa mất cả hai phép bổ trợ. Anh ta buộc phải mất thôi. Còn trong cái tình huống đấy anh ta không được đột biến, anh ta buộc chắc chắn sẽ phải nằm xuống rồi. Và không còn nghi ngờ gì khi mà Crown lần tới về nhà anh ta sẽ vác ngay ra một triệu Valeria. Được, như thế này thì... Lần này tôi tin là anh ta đủ rồi. Nhưng mà như thế này lượng sát thương quá lớn rồi. Có lẽ là mục đích của Crowd trong lần đi này anh ta chưa muốn về là vì anh ta muốn vừa câu chuyện Fairy Line vừa nâng cấp được thêm 750 tiền để hoàn thành cái lõi công thủ cấp 3. Farm anh ta lại một lần nữa đang hơn đến gần 50 chỉ số lính so với những gì mà Rai của Ryu có được. Và Crowd khi tiến xuống khu đường dưới gặp ngay phải Ryu, anh ta cố gắng tung ra trường trọng lực, anh ta quay ngược trở lại pha làm choáng và có thêm cả Zyra của Coi UJ, và là điểm hạ gục dành cho Crowd. Một pha lửa tình tuyệt vời đến từ người chơi đường giữa của Samsung Galaxy. Và Ryu, cái vẻ mặt bần thần này của anh ta là điều mà chúng ta quá thường thấy. Mỗi lần Ryu đối đầu với ai thì lại có những siêu phẩm, lại có những pha lừa lọc, lại có những tình huống lật kèo được đối thủ của anh ta tạo ra. Và chúng ta cùng nhìn lại cái pha này. Đây là một cái tình huống mà Crowd không hề có tầm nhìn, nhưng anh ta rất bình tĩnh khi sử dụng rất nhanh thanh tẩy và kết hợp né. Vấn đề là anh ta đã kịp sử dụng thanh tẩy và né được đi cái tình huống quy tiếp theo đến từ Riot. Điều đấy khiến anh ta giữ được tính mạng. Chứ nếu như dính vào quy đấy, thực sự đó sẽ điểm mà gục dành cho Ryu rồi. Và cái pha này đó xứng đáng nhận được, đó là một cái nét mặt bần thần của Ryu. Anh ta làm tôi nhớ lại cái cảnh, mà cái nét mặt của anh ta trong cái kèo đối đầu với cả Faker, rồi anh ta còn đánh ở KTB. Thực sự có quá nhiều những kỷ niệm buồn đối với Ryu trong những cái tình huống anh ta bị lừa lọc như thế này rồi. Cực kỳ đáng buồn luôn. Và Jankos đang bị tấn công bởi Ambition. Lần này còn có người đá cứu mạng anh ta, rất may mắn là như vậy. Nhưng nếu như không còn người đá, thực sự tôi đã nghĩ tới một cái điểm hạ gục là có thể dành cho Ambition, trừ khi Jankos kịp thời áp sát đến bức tường tốc biệt của mình. Mọi thứ đang rất thuận lợi dành cho Samsung Galaxy. Con rồng tiếp theo dành cho họ đó là con rồng lửa. Và bây giờ là thời điểm đã có bộ lại Baron trong cái thế đang dẫn trước đối phương mọi mặt như thế này, thì Samsung Galaxy họ cần đẩy nhanh thế trận lên để có thể mà phần nào đó gia tăng thêm quả cầu tiết đang lăn về S2K.
họ đang muốn làm như vậy đây. Họ đang cố gắng kiểm soát. Wow. Rất đơn giản. Chỉ với hai kỹ năng đơn giản thôi. Hơn một nửa máu, thậm chí là 2/3 máu của cả tướng hỗ trợ và người chơi đường giữa của S2K bị mất đi. Và cùng ánh sáng là trượt khi Van Der biến về ở ngay gần trụ mà thôi. Còn cùng đường dưới này, QB đang chủ động ép góc. Nhưng con thành tình Chrome vẫn thuộc về Trundle mà thôi. Còn phía bên kia thì Crow không còn thanh tẩy. Nhưng Crow đang rất bình tĩnh trong việc đối đầu 1-1 với Ryu. Anh ta quá khỏe. Và vừa rồi nếu như Ambition may mắn hơn thì cái pha ném dìu đó, anh ta thêm một tí sát thương thôi đã thể khiến cho Van Der phải nằm xuống rồi. Và bây giờ là thời điểm mà Samsung Galaxy họ chắc chắn rằng đối phương không có tầm nhìn về Crown Aberrant. Nhưng bây giờ thì đã lộ rồi. Nhưng tôi nghĩ rằng S2K họ đang có quá ít cơ hội trong việc là tranh chấp Baron với cả Samsung Galaxy. Họ không tranh chấp nữa. CPU không muốn tiến ra để sử dụng một Vagrant Boomerang lần gì cả, bởi vì những sát thương của Crow là quá lớn rồi. Còn Baron đã thuộc về Samsung Galaxy. Đây là trận đấu dễ nhất trong cả 3 trận đấu từ nãy đến giờ mà các thành viên đội tuyển Samsung Galaxy thi đấu để lấy được những lợi thế về mặt thế trận. Bởi vì trận đấu này thì họ kiểm soát được ngay từ đầu, không để đối phương có được những điểm ảo gục sớm đến những tình huống ganh nữa. Họ đã quá quen với những pha ganh của Jankos rồi. Và lần này họ gần như khóa nòng hoàn toàn được Elite của Jankos. Jankos đang muốn hướng tới cái đai lưng Hextech để gia tăng thêm khả năng tiếp cận, gia tăng thêm khả năng ganh. Nhưng đây không còn là thời điểm mà anh ta có thể ganh được nữa rồi. Thời điểm này mà tôi nghĩ rằng ganh không phải là một cái quyết định hợp lý dành cho anh ta, mà đơn thuần là anh ta cố gắng để có thể mà sống sót cùng với những người đồng đội của mình thôi. S2K sẽ buộc phải sống trong cảnh là phòng thủ liên tục những cái áp lực mà Samsung Galaxy họ gây ra ở cả 3 đường. Và bây giờ với Bullet Baron thì không có gì khó hiểu khi Samsung Galaxy họ đang muốn làm điều đó. Đầu tiên sẽ là đẩy ở khu vực đường trên và tiếp đến là cùng một lúc áp lực vào khu vực đường giữa. Còn Ambition anh ta một mình, anh ta bật tận thế Zanarok lên đi trong khu vực của S2K. Tôi nghĩ rằng đây là sự thù hận cá nhân. Vừa rồi thì khi đã bị cướp đi hai con người đá, Alice của Jankos còn đứng đấy nhảy nhót và trêu đùa Ambition. Thế điều đấy đã khiến cho anh chàng này trở nên cáu tiết hơn. Nhưng cụ thể hơn cả thì Samsung Galaxy đã lấy được đồng thời cái trụ thứ hai của đường giữa và đường trên, đem về một lợi thế quá kinh khủng. 10.000 tiền là khoảng cách chênh lệch sắp có, và Odo Amne bị dính nhẹ một pha combo tới từ Crowd thôi. Anh ta chưa có một món đồ sập mặt mặt. Anh ta chưa có một món đồ kháng phép nào cả. Đó là lý do vì sao mà lượng sát thương quá nhiều như vậy mà Van Der lại lần nữa anh ta ăn may lần thứ hai. Còn trong cái đó thì QB một mình anh ta ở khu vực dưới này, không có ai ra để tiếp đón anh ta cả, vì đơn giản đường trên đang quá bận rộn rồi. Jankos bị giữ lại và anh ta buộc phải đánh đu lên, nhưng vẫn phải lên bảng điểm số vì tia chết chóc của Crowd là quá đau. Có quá nhiều sát thương được gây ra bởi Victor của Crowd. Đó là lý do tại sao mà ngay từ đầu trận đấu thôi Tuấn đã hỏi là tại sao các thành viên đội tuyển S2K không cấm đi Victor. Đây là một vị tướng tủ. Đây là một vị tướng được Crowd tối đa hóa lượng sát thương có thể gây ra, và nó là cực kỳ nhiều. Ryu hạ cũng thành công Ruler. Đồng thời điểm giờ của người đứng dưới đã có cái trụ thứ 3 dành cho Samsung Galaxy. Và có lẽ rằng đến đây thì cái việc mà S2K họ thua ở trong ván đấu thứ 3 này chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Emerson quá khỏe và chúng ta còn gọi là trêu đùa đối phương một chút xíu trước khi mà bật tận thế Zanarok và rút về cùng với những người đồng đội của mình cơ mà. 3-0-1 đang là KDA của Pháp Sư đường giữa, 2-2-0 là của xạ thủ, nhưng lượng farm của họ đều đang đạt ngưỡng ngang so với thời gian của trận đấu. Nhìn lại thì đội hình của S2K đang chỉ có một mình CVL là farm tốt và dẫn đầu bằng xếp hạng về lượng farm mà thôi. Nhưng KDA của CVL không phải là quá tuyệt vời, 0-0-2. Anh ta cũng mới chỉ có được cho mình một cái lửa linh hồn và thêm một cái ma vũ song kiếm mà thôi. Anh ta cần thêm cái vũ cực kiếm nữa để tối đa hóa cái lượng sát thương chí mạng của mình, cũng như cái tỷ lệ chí mạng trong cái đòn bắn tay. Nhưng cái quãng đường để hướng tới được cái món trang bị đấy nó quá xa xăm, là quá lâu. Khi mà trong cái thời điểm S2K bị ép hoàn toàn về cả không gian, về cả tầm nhìn như thế này, thì Forgiven sẽ còn phải rất lâu nữa hoàn thành được xong món trang bị đó. Và chưa kể ra với hai món trang bị này thì anh ta cũng không thể nào mà được bắn thoải mái trong giao tranh được, vì bên kia Ambition sẽ không ngần ngại bổ thẳng vào vị trí xạ thủ. Như vậy là Quỷ Thiêu Moilo là món trang bị thứ 3 được lựa chọn bởi Crowd. Anh ta, tôi tin là anh ta đang có 40% tàn hồi chiều rồi. 533 sức mạnh thuật là thứ mà Crowd đang sở hữu cho mình. Và để xem, một pha combo nhẹ nhẹ của anh ta thôi, Jankos có thể sẽ bị mất đi một nửa máu nếu như bị dính thêm một cú chuyển hóa năng lượng. Thậm chí anh ta định hạ gục luôn. Anh ta muốn hạ gục luôn vào Jankos.
và đã ép cho Jankos phải mất đi tốc biến. Crowd vẫn đang làm mưa làm gió tướng Victor này. Và như vậy thì việc mà Jankos anh ta lên đài lưng hashtag không phải là để gank mà để thoát. Vừa rồi tôi thấy rằng là anh ta đã dùng rất nhanh món trang bị này để có thể thoát đi khả năng gây sát thương đến từ vị trí của Crowd. Ba đường và vừa rồi cũng đã có một pha solo kill đến từ QV dành cho Duamne. Nó đang là nhà chính rộng mở, họ đang tiến thẳng vào để kết thúc đi trận đấu thứ 3 cũng như kết thúc đi cặp đối đầu của S2K và Samsung Galaxy. Lần này Jankos đã làm tốt để lấy điểm hạ gục nhưng anh ta có thoát về được hay không? Anh ta đang bị giữ lại. Anh ta có vẻ như không là thoát được, được vì đó là pha kiệt sức thông minh đến từ Vander. Nhà chính chưa bị tấn công, hai cái trụ bảo vệ nhà chính vẫn đang còn, nhưng Samsung Galaxy đang muốn trêu đùa đối phương ở ngay trong khu vực gần hồ máu. Tôi đang thực sự nóng lòng muốn được chứng kiến cuộc đối đầu giữa Victor của Crowd và bất cứ một vị tướng nào đấy mà Faker muốn đem ra trong cái trận đấu chung kết cuối đầu giữa Samsung Galaxy và SKT. Và liệu rằng Samsung Galaxy có lần nữa bước lên ngôi vô địch của chung kết thế giới như những gì họ đã làm được ở mùa 4 hay không? Thực sự nó làm gì đấy, nó rất khó dành cho Samsung Galaxy, nhưng không phải là không thể. Chúng ta đã nói về cái vòng lặp rồi, vòng lặp nó đang có vẻ như một lần nữa xảy ra. Tôi xem rất nhiều phim viễn tưởng mà tôi...